Trong bố thí có ba loại. Thứ nhất là tài thí, thứ nhì là pháp thí, thứ ba là vô ý thí. Và ba cái này nó giúp chúng ta là gì? Tài thí là mình là tiền tiền mình cho ra đó, tiền đồng tiền của mình cho ra, là mình cho ra tiền thì mình sẽ có tiền, càng cho càng có. Bố thí pháp có nghĩa là quý vị gieo Phật pháp đến cho người khác, nói về những gì liên quan đến Phật pháp, những gì liên quan đến hoàn thiện, làm người tốt, nói chung là những lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ thông minh trí tuệ. Bố thí vô ý thì chúng ta sẽ khỏe mạnh sống lâu. Bố thí vô ý nó nằm trong là thuốc thang đó, những cái thuốc, những cái gì mà liên quan đến sức khỏe thì là vô ý, thì là khỏe mạnh sống lâu. Và ta biết rất rõ là ta bố thí ba cái này thì ta sẽ đạt được ba cái này. Vậy thì tại sao ta không bố thí? Vậy thì tại sao ta không chịu bố thí? Vì ta không dám bố thí, vì ta không tin vào sự bố thí. Rõ ràng ai đó nói với vị bố thí, với vị suy ngẫm nghĩ không biết có thật hay không nữa, và bố thí rồi hết làm sao, cho rồi hết làm sao, và có chắc là tôi cho tôi còn không, và tôi cho tôi có nữa không? Và với cái tâm này thì quý vị nghĩ như thế nào? Cho nên là chúng ta nói học Phật nhưng chúng ta vẫn còn tâm bỏng sẻn, vẫn còn tâm chưa dám cho ra, vẫn còn tâm chưa dám giúp người, vẫn còn tâm nghi ngờ như thế này, không tin vào pháp bố thí, thì làm sao chúng ta có được sự lợi lạc? Và hãy nhớ, trước khi chúng ta học Phật giác ngộ thì chúng ta phải thông qua cái pháp bố thí trước. Vì khi chúng ta bố thí một cái gì đó, nó giúp cho chúng ta buông được cái chuyện tham nè, và nó giúp cho chúng ta mở lòng ra để có tâm tâm gì đây, tâm đại từ bi, đúng không ạ? Và nó giúp chúng ta có tâm bồ đề. Tâm bồ đề đó, bố thí để giúp chúng ta bỏ cái tham, bố thí để giúp chúng ta mở lòng ra thương yêu chúng sanh muôn loài. Rõ ràng chúng ta thương họ, chúng ta cảm được nỗi đau của họ thì chúng ta mới có thể cho được. Còn nếu chúng ta không có tâm bồ đề, không có tâm thương họ thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào cho được đâu. Quý vị cho nhưng mà quý vị vẫn tính toán, vẫn suy ngẫm dữ lắm luôn thì công đức mình sẽ không có đâu. Quý vị hãy nhớ, không có công đức đâu. Cho nên cần phải có tâm bố thí trước khi chúng ta đi sâu vào Phật pháp. Chúng ta cần phải có cái tâm này để mở rộng lòng từ, chúng ta cần phải có cái này.